Chiêu hồi là một chương trình do Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa đề ra để khuyến khích các thành viên của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đầu hàng hoặc đảo ngũ sang phe của Việt Nam Cộng hòa. Vận động tuyên truyền gồm dùng chuyến đơn thả bằng máy bay hoặc là bắn kèm theo đạn pháo và nhiều đợt là phát thanh vô tuyến. Bản nhạc Ngày Về của Hoàng Giác được dùng để làm nhạc khúc chiêu hồi cho chương trình phát thanh. Mời bạn hãy cùng Cầu Việt Nam tìm hiểu về chương trình này của Việt Nam Cộng hòa. Những bộ đội và cán bộ đầu hàng thì Việt Nam Cộng hòa gọi là hồi chánh viên. Thậm chí những người trong cơ sở hoạt động bị bắt và những người không chịu được đòn tra tấn mà khai ra đồng đội cũng được tính là hồi chánh. Chương trình chiêu hồi này được phát động dưới thời của đệ nhất Cộng hòa vào năm 1963, dùng hai mẫu thực nghiệm là chương trình của Philippines để chiêu dụ lực lượng cộng sản và chương trình của quân đội Anh để bình địa Malaysia. Bản tuyên cáo của Tổng thống Ngô Đình Diệm ngày 17 tháng 4 năm 1963 mở đầu chiến dịch chiêu hồi bằng cách là kêu gọi quân đội đối phương trở về với chính nghĩa quốc gia. Chương trình này thuộc Bộ Công dân dưới quyền của Bộ trưởng Ngô Trọng Hiếu và một thời là mang tên Phong trào chiêu tập kháng chiến Lầm Đường. Sau năm 1963 thì phân ban chiêu hồi trực thuộc Phủ Thủ tướng và năm 1965 thì chuyển sang Bộ Thông tin. Sang thời đề nghị Cộng hòa thì chính phủ nâng là Phủ Đặc ủy Dân vận chiêu hồi thành Bộ chiêu hồi riêng để điều hành hệ thống chiêu hồi khắp 44 tỉnh thành của 4 vùng chiến thuật. Mỗi tỉnh thì có một ty chiêu hồi. Bộ máy chiêu hồi trong cuộc máy chiến tranh tâm lý cũng được chính quyền Sài Gòn hết sức chú ý và đẩy lên mức phát triển cao nhất dưới thời của Nguyễn Văn Thiệu. Cho tới trước ngày 30 tháng 4 năm 1975, Bộ chiêu hồi do Hồ Văn Trâm làm tổng trưởng đã có tới 53 trung đoàn chiêu hồi ở khắp các tỉnh thành với 80 đội chiêu hồi và với quân số là 7.222 người. Và chương trình này được hoạt động như sau. Bộ máy chiến tranh tâm lý của quân đội Sài Gòn được giao nhiệm vụ là phản tuyên truyền, hạ uy thế của Cộng sản, tranh thủ nhân dân và nhất là nông dân, tách rời tâm hồn và tư tưởng của nhân dân Việt Nam ra khỏi cách mạng. Về chiến lược thì phải xây dựng cho nhân dân lập trường quốc gia để giữ vững lòng tin với chế độ Cộng hòa và tạo cho dân có cơ sở lý luận để chống lại cách mạng một cách tích cực và vững chắc nhất. Theo tài liệu của Tổng cục Chiến tranh Chính trị, có nội dung kế hoạch công tác tâm lý chiến trong 20 năm được tổng kết và hoạch định như sau. Giai đoạn 1 là từ năm 1954 đến năm 1960, tuyên truyền là Cộng sản tam vô tàn ác, miền Bắc thì đói kém, 7 Việt Cộng leo một cọng đủ không gãy. Giai đoạn 1961-1964 là quốc sách ấp chiến lược, tách dân ra khỏi lực lượng mặt trận, phô trương sức mạnh của Mỹ và quân lực Việt Nam Cộng Hòa, tổ chức cho thanh niên chiến đấu chống lại lực lượng của mặt trận tại các làng xã, thả chuyên đơn và chiêu hồi. Giai đoạn 3, năm 1965 đến năm 1969, các đoàn công dân vụ và vũ trang tuyên truyền, đoàn ngũ hóa thanh niên công giáo và nhân dân tự vệ, đoàn cán bộ xây dựng nông thôn, thành lập trung tâm điều động tâm lý chính trị của các quân khu, tiểu khu để phối hợp với các cơ quan quân sự và dân sự. Tại vùng chiến thuật 1, 2, 3 thì lập các trung đội vũ trang tuyên truyền chiêu hồi và các chương trình phát thanh đặc biệt của Đài Tiếng Nói Tự Do, Đài Vương Thiệp Ái Quốc. Giai đoạn 4 năm 1970 đến năm 1975 thì sử dụng Đài Phát Thanh Mẹ Việt Nam, Đài Phát Thanh Gươm Thiêng Ái Quốc, chuyên đơn và thực hiện kế hoạch tiếng gọi của Tổ quốc. Đến năm 1973, Mỹ mới giao đài phát thanh tự do cho Tổng cục Chiến tranh Chính trị Quân lực của Việt Nam Cộng Hòa, chỉ giữ lại đài phát thanh mẹ Việt Nam cho tới trước ngày 30 tháng 4 năm 1975 thì tháo gỡ máy móc và đưa một số nhân viên sang Mỹ để tiếp tục kế hoạch chiến tranh tâm lý hậu chiến. Theo dự tính của Việt Nam Cộng Hòa, thì đến năm 1977, họ sẽ nâng Bộ Thông tin chiêu hồi thành Bộ Chính trị và chi phí hoạt động có ngân sách ngang với lại ngân sách Bộ Quốc phòng. Sau năm 1963 thì phân ban chiêu hồi trực thuộc Phủ Thủ tướng, năm 1965 thì chuyển sang Bộ Thông tin, năm 1967 thì Việt Nam Cộng Hòa đưa ra chính sách đại đoàn kết. Theo Việt Nam Cộng Hòa, các thành phần bị chiêu hồi không những được giúp đỡ để tái định cư và đoàn tụ với gia đình mà còn được sử dụng tài năng tương xứng với công việc ở bên kia chiến tuyến. Chính sách này chưa có mấy tác dụng thì cuộc tổng tấn công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968 xảy ra. Sự kiện này làm gián đoạn chương trình chiêu hồi vì tình hình an ninh bất ổn. Thế nhưng đến năm 1969 thì số lượng chiêu hồi lại được tăng và đạt tổng số là 47.023 người cho năm 1969. Người bị chiêu hồi được chuyển vào một trong 200 trại để học tập chính trị trong thời gian từ 4 đến 6 tuần. Và cùng lúc đó thì họ được phát quần áo và thức ăn đến khi xuất trại trả về nguyên quán hoặc là định cư ở vùng ấn định. Khi nhập trại thì người bị chiêu hồi lãnh 1.500 đồng tiền quần áo, 300 đồng cho mỗi tháng tại trại và khi xuất trại thì được 1.200 đồng. Trên toàn quốc thì có 38 làng chiêu hồi để những người bị chiêu hồi định cư, một số thì được kết nạp vào Cục Tâm lý chiến. Người bị chiêu hồi bao gồm cả đàn ông và phụ nữ,
xuất thân từ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, cán bộ tập kết hoặc là cán bộ gốc Bắc. Một phần trong số những người bị triệu hồi trở mặt với đồng đội cũ để chỉ điểm, chống phá các cơ sở và giúp đỡ cho Việt Nam Cộng Hòa đánh thắng được đối phương. Rất nhiều thành viên của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam dứt khoát với quá khứ. Tuy nhiên, chính sách triệu hồi này lại bị nhiều sĩ quan và viên chức lợi dụng để kiếm trác, gây lãng phí tài chính hoặc là diễn ra tình trạng là thổi phồng số liệu để tham ô tiền từ ngân sách. Nghiêm trọng hơn thì phía Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam và Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam thì lợi dụng chính sách triệu hồi này để cài cắm điệp viên, thậm chí là xây dựng cả mạng lưới điệp báo trong lòng lực lượng của Việt Nam Cộng hòa. Theo số liệu của Việt Nam Cộng hòa đưa ra, trong thời gian từ năm 1963 đến năm 1973 thì chương trình triệu hồi thu hồi được 194.000 người bị triệu hồi, tức là đã loại bỏ được bấy nhiêu đối phương ra khỏi chiến trường mà không cần dùng đến súng đạn. Tháng 2 năm 1973 thì Bưu chính Việt Nam Cộng hòa cho phát hành con tem triệu hồi có trị giá là 10 đồng, kỷ niệm người bị triệu hồi thứ 200.000. Tuy nhiên, con số 200.000 là một con số gây tranh cãi, bị nghi ngờ là thổi phồng quá cao so với thực tế. Bởi tổng quân số của quân giải phóng miền Nam Việt Nam và quân đội nhân dân Việt Nam ở miền Nam chỉ là 219.000 người. Về mặt văn hóa thì chương trình triệu hồi phổ biến nhiều nhạc phẩm được phát thanh trên đài vô tuyến Việt Nam. Trong đó, nhạc sĩ An Bằng có nhiều tác phẩm như là Bóng đêm, Đôi bóng, Nếu hai đứa mình, Nếu ai có hỏi, Giấc ngủ cô đơn. Đều là những bản nhạc có lời nhắn nhủ thành viên của Việt Cộng hãy quay trở lại với gia đình. Phía Việt Nam Cộng Hòa thì cũng có sử dụng những loa truyền thanh lắp trên máy bay L-19 để hướng dẫn triệu hồi. Theo đó thì người lính quân giải phóng khi ra triệu hồi thì phải cầm giấy triệu hồi, đeo súng và mũi súng hướng xuống đất. Và về phía Mỹ, Việt Nam Cộng Hòa cũng sử dụng âm nhạc để du ngủ tinh thần chiến đấu của quân giải phóng. Thế nhưng hoạt động này gây phản tác dụng, có khi còn gây suy sụp cho lính Mỹ và lính của Việt Nam Cộng Hòa nhiều hơn là gây ra cho lính của quân giải phóng. Về truyền đơn thì chính quyền Sài Gòn mỗi ngày sản xuất mỗi ngày khoảng 1.000 truyền đơn, sách loại tín hiệu học tập, phụ trang báo tiền tuyến hai mặt và giải truyền đơn xuống khắp miền Bắc Việt Nam đã đủ để quấn hai vòng đường xích đạo. Tháng 3 năm 1969 đã giải 713,4 triệu tờ truyền đơn bằng máy bay và giải 3,3 triệu tờ bằng tay. Đến năm 1973 thì trung bình hàng tháng giải 60 triệu tờ truyền đơn. Máy bay C-130 mỗi lần bay có thể giải được khoảng 11 triệu tờ truyền đơn. Tại miền Nam thì các tờ truyền đơn giải xuống miền Nam có rất nhiều giấy tờ thông hành có quốc kỳ 6 nước đồng minh và có ảnh của một người lính Cộng Hòa chỉ đường cho bộ đội quân giải phóng với lời kêu gọi Bộ đội Cộng sản hãy quay về với Việt Nam Cộng Hòa do Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu ký tên. Trong các tờ truyền đơn giải xuống miền Bắc thì đều có nội dung giải thích cho sự ném bom của Mỹ, kêu gọi nhân dân miền Bắc không tham gia bảo vệ các mục tiêu quân sự và hệ thống giao thông, kêu gọi nhân dân miền Bắc giúp đỡ phi công Mỹ bị bắn rơi và hứa thưởng 50 lạng vàng có chữ ký photo của Bunkers, đại sứ Mỹ ở Sài Gòn. Một trong những tờ truyền đơn mà cơ quan tâm lý chiến của Mỹ và chính quyền Sài Gòn làm được cho là thành công nhất, đó là lời kêu gọi binh lính quân giải phóng miền Nam Việt Nam quay về với gia đình, nói về nỗi khổ sở đói rét ở Trường Sơn, nỗi buồn chán và tâm tình nhớ quê hương, và cả một bài thơ dài để gửi cho mẹ ở hậu phương. Bộ máy triệu hồi của Mỹ và chính quyền Sài Gòn đã dùng đến 50 chiếc máy bay OV-10, O-2B có máy ghi âm và băng ghi âm sẵn, đài phát công suất 1.000W, ghi tiếng nói của các triệu hồi viên và phóng thanh trên các hành lang khu căn cứ để tác động tới tinh thần của các cán bộ chiến sĩ giải phóng. Câu Việt Nam xin tạm dừng bài viết tại đây. Hẹn gặp lại các bạn tại video tiếp theo để tìm hiểu chương trình của Việt Nam Cộng Hòa về vấn đề triệu hồi diễn ra như thế nào ở miền Bắc và danh sách những tướng lĩnh của miền Bắc được phía Việt Nam Cộng Hòa triệu hồi.